À, dạ chào mọi người ạ. Thì em xin bắt đầu cuộc họp hôm nay ha. Dạ vâng, thì đầu tiên thì cũng cảm ơn các anh chị đã dành thời gian buổi tối để tham gia cái lớp học này. Thì lớp học này á, thì tiêu đề lớp học hôm nay thì bên em hỗ trợ cho mình là tư duy đầu tư chứng khoán cho người mới đầu tiên. Thì trước tiên thì em cũng gọi là giới thiệu bản thân. Em là Ngọc Ánh, bên tạp chí Trading được DKTrade mời hỗ trợ kiến thức cho anh chị hôm nay ạ. Thì lớp học hôm nay á thì á, sẽ gồm bao nhiêu? Bao gồm là một là giới thiệu về DKTrade, thứ hai là tư duy giao dịch hiệu quả và thứ ba là thương vụ đầu tư thời điểm hiện tại. Cuối cùng á là giải đáp lớp học. Thì đầu tiên á thì em xin giới thiệu về DKTrade ha. Thì DKTrade á thì có trụ sở tại Anh Quốc năm 2016 và được cấp phép hoạt động bởi FSA vào năm 2018 và đang trong quá trình chờ cấp phép của BaFin của Đức và trụ sở chính của DKJ tại tầng số 6, tòa nhà Sài Gòn Finance Center, số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đao Cao, quận 1 ạ. Và việc nạp rút ở DKJ có an toàn hay không? Thì DKJ thì sử dụng cổng thanh toán ngân lượng .vn thì để nạp và rút tiền thì có giấy phép hoạt động của ngân hàng nhà nước tại Việt Nam và đảm bảo đầy đủ về mặt pháp lý khi chuyển tiền. Và việc kết nối tất cả các ngân hàng tại Việt Nam và các hình thức thanh toán thông qua ATM, Internet Banking và ví điện tử. Việc mà khi mà thanh toán tại DKTrade á, mình nạp và rút tiền thì mình sẽ đăng nhập vào trang web chính chủ ở bên dktrade.com. Thì mình đăng nhập số MT4 cũng như là mật khẩu. Thì vào trong á thì anh chị sẽ thấy được cái phần quản trị vốn. Và mình sẽ thấy cái nạp tiền cũng như rút tiền và chuyển tiền. Và khi rút tiền á thì tiền nó sẽ về tài khoản ngân hàng mà không cần mở tài khoản ngân lượng. Và thời gian rút tiền của mình á là trong 24 giờ làm việc. Và việc giao dịch về chứng khoán á, thì mình giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Thì cam kết nguồn khớp giá với thị trường, khớp lệnh tính bằng mili giây, không recap và lỗ giá. Và ở thị trường này á, là thị trường hai chiều nên cách thức giao dịch của nó thể hiện qua hai nút lệnh buy và sell. Buy là xu hướng tăng, sell là xu hướng giảm. Buy á, được hiểu như là mình mua ở vùng giá thấp, bán ra vùng giá cao để kiếm lợi nhuận, còn sell là ngược lại. Ở đây á, nút lệnh sell á, để gọi là đảm bảo cho khách hàng hạn chế cái rủi ro xuống mức thấp nhất có thể, cũng như là tối ưu hóa cái phần lợi nhuận cho mình. Và khi anh chị có đầu tư á, thì có công ty ấy,
Năm ngoái nó làm ăn có lời nhiều thì năm nay nó sẽ chia cổ tức cho các nhà đầu tư. Thì phần cổ tức đó là phần lợi nhuận sau thuế mà công ty chia cổ phần cho các nhà đầu tư. Và tại sao mà mình nên đầu tư vào những công ty có mã cổ phiếu chuẩn bị chia cổ tức? Lý do thứ nhất á là tại vì á khi mà việc chia cổ tức như thế này á là chứng tỏ công ty này tình hình hoạt động kinh doanh của nó đang phát triển. Và thứ hai á, khi mình nắm giữ thông tin cổ phiếu của những công ty chuẩn bị chia cổ tức á thì các nhà đầu tư á thì sẽ nắm bắt được cơ hội đầu tư và nắm giữ cổ phiếu, làm cho giá trị cổ phiếu tăng tăng trưởng mạnh, dẫn đến có thể lợi nhuận kép khi mà đầu tư vào những cổ phiếu này, đó là lợi nhuận tăng trưởng cũng như là lợi nhuận từ cổ tức. Ngoài ra, mình có thể cập nhật thêm thông tin qua các trang chính thống như là investing.com, investor.com, VN Wall Street và Forex Factory. Thì các anh chị á, có thể vào ngay chủ trang investing.com. Thì trong investing.com á thì á nếu như các chị muốn tìm hiểu một cái mã nào đó, ví dụ như mã Apple chẳng hạn, thì mình vào á, vào trang đó thì mình sẽ thấy rõ được giá kết thúc phiên hôm qua của nó là 150,81 đô và nó tăng 0,31 giá. Và kéo xuống á, thì các anh chị á, sẽ thấy rõ cái khung là chung. Trong chung thì sẽ có tổng quan, hồ sơ, dữ liệu, lịch sử. Và ở phần tổng quan á, thì các anh chị sẽ thấy được cái biểu đồ của nó, biểu đồ từng phiên của cổ phiếu Apple là nó có những phiên tăng, phiên giảm. Mình có thể theo dõi kỹ được là từng phiên nó tăng giảm như thế nào. Hoặc là anh chị có thể vào phần dữ liệu lịch sử để mình theo dõi được từng phiên trong quá khứ của nó tăng hay giảm. Và cuộc và trong cái buổi học chính hôm nay á thì liên quan đến tư duy giao dịch hiệu quả. Thì trong tư duy giao dịch hiệu quả thì mình á quan trọng nhất là quản trị vốn. Và quản trị vốn ở đây á mình phải phân bổ vốn đầu tư theo mục đích và thời gian để đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất. Với việc đầu tư ngắn hạn á thì các anh chị đầu tư các sản phẩm có giá trị tăng trưởng trong khoảng thời gian ngắn hạn cố định như là báo cáo tài chính, chi trả cổ tức và mức vốn thích hợp dao động dưới 5.000 đô. Còn nếu như mà những khách hàng có xu hướng muốn đầu tư trung hạn thì mình đầu tư thương vụ có tiềm năng tăng trưởng kéo dài 1 đến 2 tháng và mức vốn phù hợp dao động á dưới 20.000 đô và độ rủi ro của nó dao động trong khoảng là 20 đến 30%. Còn những khách hàng có xu hướng thích lâu dài, đó thích đầu tư dài hạn thì mình có thể đầu tư nắm giữ các mã cổ phiếu, các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng lâu dài như các cổ phiếu chi trả cổ tức theo quý hoặc là đầu tư vàng Forex. Vốn dao động thì linh hoạt để rủi ro giảm mức xuống mức thấp nhất có thể cho anh chị ạ. Và việc quản trị vốn á, thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư đánh giá được năng lực tài chính trong tài khoản giao dịch của mình, cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro có thể gặp trong quá trình đầu tư. Và tiếp theo á, đó là về tâm lý nhà đầu tư trong giao dịch thị trường. Và trong tâm lý nhà đầu tư trong giao dịch thị trường á thì á ba cái mục mà mình đáng quan tâm đó là quản trị tâm lý trong lúc giao dịch, lựa chọn sản phẩm phù hợp và xây dựng chiến lược đầu tư. Thì trong quản lý tâm lý trong lúc giao dịch á thì các anh chị không đầu tư bằng cảm tính. Không đầu tư theo hiệu ứng đám đông và kiên nhẫn khi giao dịch.
quán trị lòng tham cũng như là nỗi sợ không đáng có. Và về việc mà lựa chọn sản phẩm phù hợp á, thì mình cần nghiên cứu tin tức, đánh giá tiềm năng của sản phẩm và xem lịch sử tăng trưởng, biểu đồ, báo cáo tài chính của nó. Và sản phẩm phải phù hợp với từng thời điểm hiện tại và tài sản giao dịch của mình. Còn về việc xây dựng chiến lược đầu tư á, thì mình cần xây dựng bài toán lợi nhuận phù hợp với từng sản phẩm, cân nhắc khối lượng trong giao dịch và đặt mức chốt lời, cắt lỗ hợp lý. Và tiếp theo thì bước vào bây giờ là tháng 11 thì cũng đang có một vài thương vụ đáng đầu tư trong dịp này. Thì trong đó có thương vụ Nvidia. Thì Nvidia này á, công ty này là một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất phát triển bộ xử lý đồ họa và công nghệ chipset cho các máy trạm, máy tính cá nhân và các thiết bị di động. Nếu như các anh chị có sử dụng laptop hoặc là PC á, thì các anh chị sẽ biết là cái con chip ở trong cái máy tính của mình á, thì cái đó là công ty này sản xuất, cũng như là một số công ty liên quan đến mảng công nghệ thì nó sản xuất cái mảng này. Và Nvidia thì lĩnh vực của nó là mảng cổ phiếu công nghệ và mã số MT4 của nó là Nvidia US. Và giá trị cổ phiếu của công ty này á vào ngày 9 tháng 11 á ở vùng giá là 306,57 đô. Nó được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Và cổ phiếu này á, quốc gia là của Mỹ. Thì em thấy là chị Diễm My có nhắn trong trong nhóm là vốn đầu tư thấp nhất của mình bao nhiêu. Thì ở đây á, vốn đầu tư á, thì trong thị trường này không có con số tối đa, cũng chả có con số tối thiểu. Nó phụ thuộc vào tài chính của mình. Số vốn của mình càng lớn á, thì lượng cổ phiếu mình mua sẽ được nhiều, cũng như là biên độ chịu giá của mình nó sẽ càng an toàn hơn. Đó, con số vốn của mình chưa được cao đi, thì mình mua một lượng cổ phiếu nhất định để mình còn trừ cái biên độ chịu giá để vừa an tâm, an toàn trong quá trình đầu tư ạ. Và lý do tại sao mình đầu tư vào công ty Nvidia này. Đầu tiên á, công ty này nó chiếm hơn 90% thị phần trong lĩnh vực máy tính. Và Nvidia này đang chuyển sang các sản phẩm SaaS, công nghệ 5G. Nó sẽ làm giảm phụ thuộc công ty này doanh thu từ phần cứng về việc bán chip theo chu kỳ, mà nó sẽ giúp công ty này á thu được nhiều nguồn lợi nhuận định kỳ hơn dưới dạng thuê bao. Tại vì bây giờ công nghệ 5G á thì đang phát triển ở Hoa Kỳ rất là mạnh. Tốc độ xử lý của nó gấp 3 lần so với lại 4G. Nên nó đẩy cho tiềm năng của công ty này hiện tại đang tăng trưởng rất là đều và ổn định. Và đây là mã cổ phiếu luôn tạo đỉnh mới và là một trong những mã cổ phiếu của Mỹ không bị chi phối bởi ngân hàng, cũng như là Cục Dự trữ Liên bang hay là cá mập tài chính như những mã khác. Và công ty Nvidia này á thì nó hiện tại cho ra cái phần cứng thiết kế đặc biệt trong việc khai thác đồng tiền tử Bitcoin và Ethereum. Thì nếu như mà các anh chị á có quan tâm đến thị trường crypto á, thì chắc chắn là sẽ biết qua cái đồng Bitcoin cũng như là Ethereum. Đó. Tại vì hai đồng này á, đặc biệt là đồng Bitcoin, thì bởi hai thế lực lớn nắm giữ đồng Bitcoin nhiều và làm cho thao túng được cái đồng Bitcoin này á, thì có ông Elon Musk và thị trường Trung Quốc. Thì nếu như mà các anh chị có gọi là quan tâm đến thị trường crypto thì chắc chắn là biết về Bitcoin. Thì em thấy là chị Minh Hà có chat là vốn nhỏ thì vào thị trường liệu có an toàn hay không? Thì ở đây á, thì ở thị trường này á thì như em có nói rồi, không có con số tối đa, cũng chả có con số tối thiểu. Thì vốn nhỏ ở đây á thì mình mua ít cổ phiếu lại
Mình nên làm một bài toán cụ thể với số vốn của mình. Mình nên trích khoảng tầm 25 đến 30% số vốn của mình. Số tiền còn lại, 70% còn lại dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường. Như vậy mình sẽ an tâm, an toàn trong quá trình mình đầu tư. Và để thấy được cái lợi nhuận trong cái thương vụ NVDA này thì em xin làm cho mình một cái bài toán lợi nhuận. Thì ở đây á thì số vốn em kiến nghị 10.000 đô. Và với 10.000 đô á thì mình nên đầu tư trung và dài hạn. Và số vốn 10.000 đô này thì các nhà đầu tư á nên sử dụng khoảng 30% số vốn để nắm giữ cổ phiếu NVDA. Và bên em thì hỗ trợ đòn bẩy 1/20 nên giá trị thực của cổ phiếu này á là 306,57 đô. Khi hỗ trợ qua đòn bẩy thì còn khoảng 15,3 đô trên một cổ phiếu. Thì với số vốn 10.000 đô của mình thì em khuyến nghị mình nên mua 200 cổ phiếu, tức mình bỏ ra 3.060 đô để mua cổ phiếu của công ty NVDA. Số tiền còn lại là 6.940 còn lại dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường. Và chịu lên tới là 34,7 giá. Và mức tăng trưởng của NVDA này á được các chuyên gia nhận định á, mức tăng trưởng của nó hiện tại là có thể đạt lên tới là 350 đô trên một cổ. Thì ở đây với số cổ phiếu mình mua là 200 cổ, đơn giản là tăng 10 giá thôi là mình có 2.000 đô. Tăng 20 giá mình có 4.000 đô phần lợi nhuận đó. À dạ, thì em thấy là anh Tấn tới có đặt câu hỏi là mã này đầu tư bao nhiêu thì an toàn vậy em? Thì với mã này á, thì em khuyến nghị mình đầu tư trung hạn là đầu tư từ 1 đến 2 tháng. Tại vì sắp tới đây này, thì NVDA chuẩn bị báo cáo doanh thu vào ngày 17 tháng 11. Và đợt trước báo cáo doanh thu của nó vào ngày 18 tháng 8 á, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đợt này á, thì được các chuyên gia dự đoán là mức tăng trưởng của nó có thể vượt hơn cái ngưỡng đó để cho giá trị cổ phiếu của nó tăng trưởng rất là đều. Thì nếu như mà các anh chị á được các bạn hỗ trợ thì cũng có biết là vào phiên 4 tháng 11 á, cổ phiếu này tăng lên tận 32 giá trong vòng một phiên. Nếu như mà mình nắm giữ 100 cổ đi, tăng 32 giá trong vòng một phiên đó, mình thu về lợi nhuận là bao nhiêu ạ? 3.200 đô vào tài khoản đó ạ. À dạ vâng, thì em thấy là chị Ngọc có nhắn lên là 1.000 đô thì đầu tư con này được không? Dạ, thì số vốn của mình á thì 1.000 đô thì có thể đầu tư con này được. Và tại vì á ở thị trường này như em có nói trước rồi, không có con số tối đa, cũng chả có con số tối thiểu. Thì với số vốn 1.000 đô của mình á thì em khuyến nghị mình mua tầm 20 cổ. Tại vì ở đây mình nên chừa cái biên độ chịu giá là khoảng 70% còn lại dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường. Tức là số vốn của mình 1.000 đô á thì cái mình bỏ ra 306 đô để mua 20 cổ phiếu của nó, số tiền còn lại á là 694 còn lại dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường. Như vậy nó sẽ an tâm, an toàn trong quá trình mình đầu tư đó. Và tiếp theo một thương vụ cũng rất là nổi bật trong tháng 11 này, đó là thương vụ về Lockheed Martin. Thì Lockheed Martin này á, nó lĩnh vực kinh doanh của nó là bên máy bay, vũ khí quân sự. Nếu như mà các anh chị có quan tâm đến thời sự cũng như là quan tâm đến lĩnh vực quân sự á, thì chắc chắn là biết về cái công ty Lockheed Martin này. Và Lockheed Martin này thì mã niêm yết của nó trên sàn chứng khoán á là LMT US. Và giá niêm yết của nó vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 á là 338,17 đô. Và bên em hỗ trợ đòn bẩy 1/20 thì số tiền mà mình bỏ ra mua một cổ phiếu Rồi của bỏ nó. này với. Cái này bao quên này không? Rồi rồi rồi. Rồi đấy rồi. Rồi. Rồi.
Khi mà hỗ trợ đòn bẩy 1 chia 20 á, thì số tiền nó bỏ ra là 16,9 đô trên một cổ phiếu. Và công ty này á, sắp tới nó chia cổ tức. Và cổ tức của nó thông báo là 2,8 đô trên một cổ phiếu, được chia vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thì như vào đầu buổi học thì em cũng có nói qua về cổ tức. Cổ tức đó là phần lợi nhuận sau thuế mà công ty chia cho các nhà đầu tư. Đó, khi anh chị mà nắm giữ cổ phiếu này, đến cái ngày chia cổ tức á, mình sẽ nhận được 100% lợi nhuận từ cổ tức, chưa kể là phần tăng trưởng giá của nó nữa. Và công ty Lockheed Martin này á, thì giá định gần nhất của nó đây là vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, là 380 đô trên một cổ phiếu đó ạ. Và những lý do để mình đáng đầu tư vào Lockheed Martin á, là Lockheed Martin này luôn có một vị trí vững chắc trong lĩnh vực máy bay quân sự, tên lửa, vũ khí toàn cầu. Và quân sự á, thì luôn là nền tảng thiết yếu cho sự an ninh quốc gia, nên các sản phẩm của Lockheed Martin luôn thu hút nhu cầu cao bất kể thị trường có đang biến động ra sao ạ. Thì ở mỗi nước, mỗi quốc gia thì họ luôn ưu tiên về về quốc phòng, nên á, về mã cổ phiếu Lockheed Martin này này đáng được các nhà đầu tư chú ý quan tâm. Và Lockheed Martin này là đứa con cưng của nước Mỹ, và máy bay của Lockheed Martin á chiếm phần lớn chi tiêu cho máy bay của Hoa Kỳ, dẫn chứng là khối lượng hợp đồng lên tới là 142 tỷ đô mà Lockheed giành được đấu thầu vẫn đang tồn đọng, với báo hiệu tốt cho mùa báo cáo doanh thu sắp tới. Và giá trị cổ phiếu của công ty này á, đang ở mức kỳ vọng tăng trưởng cao, và mức cổ tức của nó vừa được tăng lên 0,2 đô trên một cổ phiếu. Thì các anh chị cũng có nhìn thấy rõ, vào tháng trước nó chia cổ tức ở vùng giá là 2,6 đô trên một cổ phiếu, nhưng đợt này nó chia cổ tức đã tăng lên 0,2 đô rồi, là 2,8 đô trên một cổ phiếu. À dạ, thì em thấy là anh Tấn tới có chat là con Nvidia với Lockheed Martin, thì con nào ổn hơn vậy em? Thì anh ơi, ở đây á thì con Nvidia thì có xu hướng là đầu tư tăng trưởng, còn Lockheed Martin á là mình đầu tư nhận lợi nhuận cổ tức, bên cạnh đó là tăng trưởng. Mình có thể đầu tư song song hai mã được ạ. Mỗi mã mình cân nhắc được cái khối lượng mình mua vào để mình tối ưu hóa cái phần lợi nhuận cho bản thân ạ. Để thấy rõ được lợi nhuận từ thương vụ Lockheed Martin á, thì em đưa ra cho mình một cái bài toán lợi nhuận ha. Thì á, số vốn mình vào vốn 5.000 đô, thì em khuyến nghị mình mua 150 cổ. Còn số vốn 10.000 đô á, thì em khuyến nghị mình nên mua 300 cổ. Còn 20.000 đô á, thì khuyến nghị khách hàng mua 600 cổ phiếu của nó. Thì với số vốn 5.000 đô á, thì mình bỏ ra là 2.535 đô để mua cổ phiếu của nó. Số tiền còn lại á, dùng để chịu giá.
chịu biến động thị trường và chịu lên tới 16,7 giá. Và lúc khi mặt tiền này được các chuyên gia dự đoán á, mức tăng trưởng của nó sắp tới có thể đạt lên tới là 30 giá. Nhưng mà mình gọi là trung bình cộng lại thì mức gọi là tăng trưởng của nó đạt 20 giá mà anh chị nắm 150 cổ là anh chị có lợi nhuận từ phần tăng trưởng giá lên tới là 3.000 đô. Và phần lợi nhuận cổ tức của nó khi mà anh chị nắm giữ 150 cổ là 420 đô. Tổng lợi nhuận từ cái thương vụ này khi mà mình đầu tư số vốn 5.000 đô là 3.420 đô. Nếu như mà tính theo tỷ suất phần trăm lợi nhuận thì mình có thể lên tới là 68% lận đó ạ. Còn những khách hàng á đầu tư số vốn 10.000 đô thì em khuyến nghị mình mua 300 cổ, tức mình bỏ ra 5.070 đô để mua cổ phiếu của nó, và số tiền còn lại á dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường và chịu cũng lên tới là 16,7 giá. Mà khi mình nắm giữ 300 cổ mà tăng 20 giá thì lợi nhuận từ phần tăng trưởng mình thu về là 6.000 đô. Và lợi nhuận chắc chắn từ cổ tức á mình thu về khi mà mình nắm giữ 300 cổ là 840 đô. Tổng lợi nhuận từ thương vụ này á, mình có thể thu về lên tới là 6.840 đô. Thì em thấy là anh Dũng có nhắn là đang cần làm thế nào để thuần thục ATO ATC để bán và mua. Thì về vấn đề này á thì để thuần thục thì các anh chị á có thể liên hệ bạn hỗ trợ để được hướng dẫn cách thức mua và bán. Còn ở thị trường này, quan trọng của mình á là mình cần nắm rõ được xu hướng của các sản phẩm mình đang đầu tư và mình đang nhắm tới quan tâm ạ. Thì em thấy là anh Tấn tới có chat lên là con Nvidia sắp tới còn tăng mạnh hay không? Thì sắp tới đây này, vào ngày 17 tháng 11, tức là thứ tư tuần sau thì Nvidia nó sẽ báo cáo doanh thu. Nên lực tăng của mã này hiện tại đang được các nhà đầu tư mua vào rất là nhiều. Nếu như mà anh có quan tâm mã này hoặc là được bạn hỗ trợ thì cũng xem cái lịch sử giao dịch từng phiên của nó sẽ thấy rõ là có một phiên vào ngày 4 tháng 11 nó tăng lên tận 32 giá. Và lực tăng của nó hiện tại đã vượt qua được cái ngưỡng mà các chuyên gia nhận định ở trang TipRank là mốc 300, bây giờ nó đã hơn được cái mốc 300 rồi và lực tăng của nó hiện tại chưa có xu hướng giảm và luôn phá đỉnh, tạo đỉnh mới tiếp theo đó ạ. Thì em thấy là chị Ngọc có hỏi là tại sao lại hỗ trợ đòn bẩy. Thì hỗ trợ đòn bẩy ở đây thì nó giúp cho mình mua được nhiều cổ phiếu hơn. Đó. Thay vì mình bỏ ra một số tiền lớn để mua một cổ phiếu của nó, khi mà thông qua đòn bẩy 1/20 thì số tiền mà chị mua cổ phiếu của nó sẽ được nhiều hơn bằng 1/20 so với lại giá trị thực của cổ phiếu đó ạ. Thì em thấy là chị Minh Hà có nhắn là giao dịch ký quỹ là gì? Chị vẫn chưa hiểu về cái này. Thì giao dịch ký quỹ ở đây là số tiền mình bỏ ra đặt cọc để mua lượng cổ phiếu của nó đó ạ.
Dạ thì em thấy là anh Xuân Trường có hỏi là bạn ơi, nếu giảm 17 giá là cháy tài khoản phải không? À thì anh đang nói đến thương vụ Lockheed Martin phải không ạ? Thì Lockheed Martin á, hiện tại nó đang ở vùng giá đáy và những phiên giảm của nó chỉ giảm trong độ từ 3 đến 4 giá thôi. Và bên em đã chịu giá cho anh á, lên tới là 16,7 giá rồi. Và hiện tại Lockheed Martin á, sắp tới là cái đợt nó chia cổ tức. Nên các nhà đầu tư á, đang săn đón mã này rất là nhiều. Nên việc mà giảm sâu, giảm tới 17 giá gần như là không có ạ. Nên mình cứ an tâm, an toàn khi mà đầu tư mã này ha. Và với lại á, khi anh Xuân Trường mà có vào đầu tư mã Lockheed Martin đi thì sẽ có cái bạn hỗ trợ mình. Bạn mà khi mà chia sẻ cái mã này cho anh á, sẽ làm cụ thể với lại cái số vốn của anh. Đó, sẽ cùng anh canh thị trường, bắt được cái vùng giá thấp để mình mua vào. Đó, tại vì anh cũng biết ở thị trường này á, mình mua được ở vùng giá thấp á, thì phần lợi nhuận mình thu về nó sẽ càng cao. Cũng giống như việc khi nãy đầu bài em có nói đến là mình mua ở vùng giá thấp, bán ra ở vùng giá cao để kiếm lợi nhuận đó ạ. Dạ vâng, thì em thấy là anh Hiệp Lê Văn á, thì có hỏi là có nên bán cổ phiếu sau khi chia cổ tức hay không em? Thì anh ơi, thì sau khi chia cổ tức á, cũng có một số cổ phiếu nó có xu hướng giảm. Nhưng mà mình yên tâm, có những mã cổ phiếu á, thì sau sau phiên mà chia cổ tức á, thì các nhà đầu tư có xu hướng gọi là bán khống đi. Nhưng mà sau phiên đó thì á, nếu như mình có để ý tùy từng mã thì tốc độ tăng trưởng của nó vẫn tăng. Nên mình từ từ chốt, mình đợi nó tăng, mình lên dương đã, rồi mình hẳn chốt lệnh ạ. À dạ vâng, thì em thấy là chị Ngọc có hỏi là làm sao để biết giá trị cổ phiếu tăng hay giảm. Thì giá trị cổ phiếu tăng hay giảm á, thì mình dựa vào nhiều yếu tố, đặc biệt là mình dựa vào tin tức là xem được á, cái công ty đó nó có những hôm nay nó có những tin tức gì, những tin tức tích cực về công ty này hay là tiêu cực để mình dự đoán được cái phiên đó nó tăng hay là nó giảm. Và nếu như mà mình có đầu tư mã cổ phiếu Mỹ á, thì anh chị có thể vào trang Investing thì nó có dự đoán trước giờ mở cửa là tăng hay giảm, mình có thể theo dõi ở đó được, hoặc là mình có thể hỏi trực tiếp cái bạn hỗ trợ mình. Thì em thấy là chị Diễm My có hỏi là mình có bạn đang đầu tư chứng khoán Việt Nam, thấy rất ổn, thì giờ qua đầu tư chứng khoán quốc tế liệu có tốt hơn không? Vì thị trường quốc tế thì lợi nhuận có thể cao nhưng mà rủi ro cũng rất cao. Thì chị ơi, thì ở đây á, ở mỗi thị trường chứng khoán á, thì nó đều có những ưu điểm riêng. Thì ưu điểm của bên chứng khoán quốc tế á, nó khắc phục được những yếu điểm của thị trường truyền thống, đó là vốn và tính thanh khoản. Tại vì tính thanh khoản ở thị trường quốc tế là T cộng 0. Và thêm nữa, nó là thị trường hai chiều, buy sell linh hoạt để tối ưu hóa các phần lợi nhuận cho mình, cũng như là hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Ở đây thì mình theo dõi cập nhật tin tức, cũng như là được các bạn chăm sóc khách hàng, gọi là phân tích cho mình được là xu hướng của thị trường hôm nay tăng hay giảm, để mình giảm thiểu cái rủi ro xuống mức thấp nhất có thể ạ. Và em thấy là anh Mạnh có nhắn lên là thấy nhiều người đầu tư bảo rủi ro nên hơi lo. Thì anh ơi, ở đây trong cái lớp học này nè, thì em cũng đã chia sẻ rồi. Ở đây thì mình á, quản trị vốn tốt cũng như là giữ vững tâm lý. Và mình gọi là chia nhỏ được cái khối lượng và mình canh được vùng giá thấp để mình mua vào. Thì phần lợi nhuận mình thu về là có, chứ cũng không phải là nó rủi ro đâu ạ.
thì em thấy là anh Tấn tới có nhắn là đầu tư vào lời có rút được hay không, rút được không. Thì ở đây anh, ở đây mình đã gọi là đầu tư rồi. Đầu tư là để kiếm tiền, mà kiếm tiền được thì tất nhiên phải rút được tiền về. Và anh có thể vào trang chủ của bên dktrade.com, anh đăng nhập thông tin vào. Mình đặt lệnh rút tiền, anh đăng nhập điền đầy đủ thông tin của mình vào. Tiền nó sẽ về trong vòng 24 giờ làm việc cho anh tới ạ. Thì không biết là các anh chị còn vấn đề nào chưa rõ hay thắc mắc gì không nữa không ạ? À dạ, thì em thấy là chị Minh Hà có nhắn lên là chị nghe được, có nhiều sàn rút không được. Thì nếu có vấn đề như vậy, ai sẽ giải quyết cho mình vậy em? Thì chị ơi, về vấn đề này á, thì nếu như mà mình có trục trặc gì á, mình gọi lên số hotline của bên dktrade.com là 1900 299 239 ạ. Và khi mà chị Minh Hà có đầu tư á, thì bên em, bên sàn DKJ á, cho chị test nạp rút bên sàn như thế nào? Có đảm bảo an toàn hay là không? Thì em thấy là anh Nguyễn Châu Minh Hiếu có nhắn lên là tôi nghe nói sàn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi ở ngoài Bắc. Thì làm sao đủ tin tưởng để vào đầu tư mà không nguy hiểm tới nguồn tiền của tôi? Thì anh ơi, anh cũng biết là đầu tư vào chứng khoán quốc tế là đầu tư vào xu hướng 4.0. Không quan trọng là anh ở ngoài Bắc hay là anh ở trong Nam. Quan trọng ở đây là anh xem được cái sàn, uy tín sàn như thế nào. Nó có văn phòng đại diện hỗ trợ cho anh hay là không? Việc nạp rút tiền ok hay là không? Và các giấy tờ liên quan ạ. Thì về cái vấn đề mà anh chưa đủ tin tưởng á, cũng như là các giấy tờ, thì anh có thể liên hệ cái bạn hỗ trợ mình. À thì em thấy là anh Xuân Trường có nhắn lên là bạn ơi, dùng đòn bẩy thì lãi suất bao nhiêu? Thì anh ơi, thì đòn bẩy ở đây á thì nó giúp cho anh á mua được nhiều cổ phiếu hơn. Thay vì anh bỏ ra một số tiền lớn để mua một cổ phiếu của nó thì bây giờ anh chỉ bỏ 1/20 thôi để mua được cổ phiếu của nó rồi. Và cái lãi suất mà anh nói á thì khi anh giao dịch á thì nó thể hiện rõ trên cái phần giao dịch cho anh luôn. Và em thấy là chị Minh Hà thì có nhắn tới là còn về các khoản phí thì như thế nào vậy em? Thì chị ơi, nếu như mà chị đầu tư về bên mảng cổ phiếu á, thì nó chỉ mất phí giao dịch thôi. Còn phí qua đêm cũng như là phí hoa hồng á, thì được miễn phí hết ạ. Mình có thể an tâm, an toàn khi mà mình đầu tư về bên cổ phiếu, mình đầu tư lâu dài, đầu tư từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ mất phí giao dịch lúc mình vào lệnh đầu tiên thôi ạ. Thì không biết là các anh chị còn câu hỏi nào nữa không ạ? À dạ vâng, thì em thấy là chị Phương có nhắn lên là tôi thấy trên sàn DK có nhiều anh chị nói bị cháy tài khoản sau một đêm. Thì về việc mà cháy tài khoản sau một đêm á,
Thì ở đây nó có nhiều nguyên nhân khách quan cũng như là nguyên nhân chủ quan. Thì ở đây mình phải là người mà trực tiếp với lại cái tài khoản này thì mình mới gọi là biết được rõ là nguyên nhân nó như thế nào. Và ở đây á, thì khi mà anh chị có đầu tư đi, thì như em có nói rồi, ở thị trường này á, mình trước mắt là mình phải quản trị vốn tốt, cũng như là mình có được cái biên độ chịu giá an toàn. Như khi nãy em vừa chia sẻ hai thương vụ NVDA cũng như là Lockheed Martin, thì mình nên trích khoảng tầm 25 đến 30% số vốn của mình đầu tư, còn 70% còn lại dùng để chịu giá, chịu biến động thị trường để mình an tâm, an toàn trong quá trình mình đầu tư, để phần rủi ro của nó giảm xuống gần như là bằng không cho các anh chị, để mình gọi là vẫn tiếp tục mình đầu tư để kiếm lợi nhuận từ cái thị trường này ạ. À thì em thấy là chị Ngọc có nhắn lên là sàn có hỗ trợ chính sách gì không? Thì chị ơi, em ở bên tạp chí Trading á, thì về vấn đề mà hỗ trợ về chính sách á, chị liên hệ các bạn trực tiếp hỗ trợ mình thì để được những gói ưu đãi về bonus cũng như là các chính sách hiện tại của bên sàn DK ha. Nói tóm lại thì buổi học này á, thì bên em muốn hỗ trợ cho các anh chị là trước mắt khi mình đầu tư á, là mình phải quản trị vốn tốt cũng như là quản lý được tâm lý trong giao dịch và lựa chọn gói sản phẩm phù hợp và xây dựng chiến lược đầu tư. Thì không biết là các anh chị còn vấn đề nào không rõ hay là thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu các anh chị không còn câu hỏi nữa thì em xin phép kết thúc buổi học hôm nay ha. Thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian buổi tối hôm nay để theo dõi cái lớp học này. Thì các anh chị có thắc mắc hay là cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ trực tiếp cái bạn hỗ trợ cho mình ha. Cảm ơn các anh chị ạ. À dạ, thì em thấy là chị Phương muốn hỏi. Thì không biết là chị Phương đang cần hỗ trợ gì thêm ạ? À thì em thấy là anh Hiệp Lê Văn thì nói là em có ghi lại cho anh xin để xem lại. À dạ vâng, thì về cái record đó thì có gì anh liên hệ cái bạn hỗ trợ mình để được cái file này để mình sẽ xem thêm để mình hiểu hơn về cái buổi học hôm nay ha. Thì em thấy là chị Phương có hỏi là nếu sử dụng đòn bẩy thì mình sẽ gặp bất lợi gì? Thì chị ơi, đòn bẩy này á thì nó có ưu và có cái nhược điểm của nó. Ưu điểm á là nó giúp cho chị á là thay vì mình dùng một số tiền lớn để mua một cổ phiếu của nó, bây giờ mình chỉ dùng 1/20 thôi là đã mua được một cổ phiếu của nó rồi. Và thêm nữa, khi mà chính vì việc mà nó gọi là giúp cho mình mua được nhiều cổ phiếu như vậy á, mình chưa kiểm soát được cái gọi là khối lượng giao dịch mình mua nhiều cổ phiếu, mà khi gặp thị trường biến động cao á thì mình sẽ gặp
gọi là vấn đề gọi là không tốt cũng như là không may cho mình. Thì ở đây á, ở thị trường ở bên DKJ thì cái phần đòn bẩy cho cổ phiếu là 1/20. Thì cái khoản này á, nó gần như là khá là an toàn cho mình rồi. Ở đây là mình cân nhắc được khối lượng để mình đầu tư. Trước mắt là mình nên chia nhỏ khối lượng ra để mình vào lệnh, để mình canh được nhiều vùng giá thấp mình mua vào để tối ưu hóa cái phần lợi nhuận cho chị đó. Dạ vâng, vậy thôi em xin kết thúc buổi học hôm nay ha. Thì chúc cả nhà hôm nay buổi tối vui vẻ.